Câu đặt à. Rất ớt nhà. Để mẹ được cái trời, không có tiền trả gì đâu. Đụng mẹ cái đây, đi bứt cái đây sau. Mà mẹ đem mày đổi đi, không được cái đi trả đâu. Nhờ bữa cái khóa xe đó. Bữa khóa xe anh nhờ quay ra đâu, nhờ anh quay nó mất thì. Hả? Bữa là tình vô không mày? Đó, bữa mày ra cái khóa xe mới cài mà thôi là tình vô. À mới cài đúng rồi. Cứ đổi ra đi mua không được đem lại cho anh. À mới cài bữa chỗ ông ba con chị thớ mà. Cái bữa rồi cái mới cài mà. Đúng rồi, mới cài đó mà. Đầu xưa 96 phải không? 96 quan tâm hôm qua phải không? Hôm qua đó. Chủ nhật này mới nào. Chị hờ sao? Bỏ tờ à? Bỏ tờ mà. Hơi tờ. Hơi tờ số hơi con à? Bỏ con à? Tờ hơi trăm ngọn á. 400 nè. Rồi với tóm nè. Tờ ra đây coi. Tôi luôn vốn. Tụi mày mà rớt cái đó chỗ đó ngạc cái mày năm sau bây giờ nói chung là biết nè hơi chín sáu này đúng rồi hơi chín sáu này hơi chín sáu công tâm này ngày 30 tháng 4 này ảnh nói chung là biết nhà anh mà không được thì có gì thì gửi lại cho ảnh rồi anh giao cái bài giao cái cô đây cô lớn tuổi mà nhiều khi cổ đêm đại lý anh với công ty nó giàu rồi được hay không là xác nhận hay không là cô đem về cho mình đúng rồi chứ còn nhiều khi ngang là đó có đem cô đem đại lý đúng không vậy mình coi nó thấy nó kiểu như trong này nó rất ra đâu à có không có nên mà rất giải mà nó nhẹ nhẹ thôi chứ kim nên trốn mới dở ra cái kim này cái tốn ngàn chứ nếu mà dũng đã tỷ hơi tỷ rồi cũng mày con trong làm sợ phải không hồi bữa cái con kia đâu có trong tiền dạ anh tao đang em này không có dễ chứ bốn sợ lắm đúng không không dám bón đâu à gãy đâu 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 ảnh mua hơi tà hả rồi lấy nhẹ cho anh hơi tà rồi ở tiền cho anh rồi chung tiền cho anh ngay ngon hết à đâu rồi đâu đâu dễ rồi ngon á đúng rồi rồi lấy cho anh hơi tà tài người kia nó trúng cũng hơi sung quả trúng năm tờ trúng hơi dài này quý mày này cũng hơi chín sáu tiếp dưới biển mua dưới biển không nó mua chung quá à vậy mấy chị đi vô quá rồi để anh hơi tà rồi anh gãi hơi tà cho đi đi à chị gãi cho đi đô xăng á mà rồi biết đâu nó đang có đang lấy đợi đấy hả quý mày đi lấy đợi mà nó rồi từ rồi đây này đúng rồi hơi 96 đây công tâm ngày 30 tháng 4 đây này anh đi biển là vui ở đông không đâu đấy cái số bữa trúng đâu coi mấy trúng mai số gì đâu đi số 15 đi em coi hư trúng trùng mấy trùng sáng đâu quý mày không qua chạy chi mua 15 trúng rồi chỉ mua bô lô rồi vô luôn anh mua cái bà đó tờ gớm mới mua cái hơi trùng ngon như mấy mua hơi đại số 4 trùng ngon quốc 1 triệu liền chịu mấy trùng liền à đâu đâu cảm ơn anh nha à đâu đem đây là đất kệ này ông biết nhỏ ông không sợ tôi về xô đầu mang số kia trúng đầu qua đầu 15 một tờ nè còn mời thứ tư đúng không 15 đào đúng rồi 15 đào này quy dư ra quay cho quý vị khán giả mình xem luôn nè 15 nè 15 ba tờ qua 15 bốn tờ là 400 mới cái đây 400 nữa à rồi 400 rồi tuyệt vời rồi quay cho quý vị hướng dõi hôm nay mình đậu mình, đây là mình bón 15 hôm qua nè đậu nè còn cái 96 này anh này anh đi mua xong quà tình hiệp à cho mấy cô đi bón vô sao đâu anh đã mua dưới biển mà đâu dưới biển Tình Khê đâu video đến đây thì em đang nghỉ trưa như quý vị đó thì ông anh ông vô ông nhận là hơi đại số mà hơi ít cái chỗ game nên quý vị mua với số lưu ý một xíu mình đã căng thẳng cái game ngay vậy đã trúng là mình thật sự mình cũng đã có chuyện gì mình cũng không ở như quý vị đậu tái đâu luôn mình cũng muốn như vậy quý vị đâu cảm ơn như vậy anh chị rất là nhiều yêu mến cái kênh là bón với số game gỗ của em nhiệt tình quý vị hàng ngày mua ủng hộ em cũng như là là quý vị xem video của em cảm ơn như vậy anh chị rất là nhiều đã xem bấm like bấm đăng ký bấm luôn hết vì nói chung là ngày hôm chiều hôm nay thì số em ít đó số em không nhiều tại là số em này nhưng mà xíu nữa mà còn một tiếng hồ nữa mà bón không hết thì sẽ quỷ những con số này nha anh chị tôm chín này quỷ con này số Phú Yên nha anh chị
chín hơ này, tôm lam này, ba ba này là số nếu không không bó hết chú quỷ nha chị, sáu bả này đó, bả sáu này rồi, quế là ba bả này, ngày một tháng năm nha anh chị, tôm này, quế luôn này, quế là ba bả này, quế là chín hơ này nha anh chị, số là còn một tờ đâu đứa coi thử sáu bả à, tàu lấy sáu bả lấy cho mình tài được cũng được, cá gọt ngày hôm qua đi, cá gọt ngày hôm qua, đây đây sao đâu lấy cho mình tờ đó rồi đưa tiền, đâu đưa coi thử, 359 hơi sáu bả, 359 hơi sáu bả là hôm nay em sẽ để một tờ này thôi nha anh chị, hôm qua em thua quá rồi, đó hôm qua em thua là cái này là hôm qua là đi đâm hoa đồ chơi bò cái xì lót rồi thua mấy cả gần ba gần chơi nha anh chị, hôm nay mua vé số gỡ gọt lại nha anh chị, rồi cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều nha, rồi cảm ơn anh chị của bác đã yêu mến và yêu thương em, nhiều khi trai chơi vui vui nhưng mà nhiều khi xì lót nó nhanh lắm, nhiều khi nó đen quýnh cái hơi bạch chọc nhưng mà chơi vui đâm hoa thức cho mà xui vẫn thua nha anh chị, rồi cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều yêu mến kênh YouTube của em, yêu mấy kênh của em, yêu người Quảng Ngãi Quảng Ngỡ của em. Rồi xin chào và tạm biệt quý vị anh chị. Chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài, trúng những cái số đặc biệt, số lớn để mà chúng ta nhận tiền. Em quay cho nó vui. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều. Quý vị nhớ ghé kênh của em ủng hộ nha anh chị. Quay cho số của em ủng hộ nha anh chị. Đây em quay cho ngày mơ luôn, là nhiều khi có mất việc em không quay thì em quay cái số ngày mơ đắt lát luôn nè nha anh chị, ngày hơi tháng năm luôn nè. Mà em bón rầu luôn nè, cũng đang người ta cũng đã mua nhiều rồi, còn số đây ít ít đây 90 rồi gió 381 bả hơi 63 59 gió 3 không tóm 10 bả hơi 6 16 hơi lam tóm mư. Em trong là khán giả trúng lắm, để em có em quay nha anh chị, cho quay số thì em đưa đi mọn, ít có người mua lắm, thật sự em đưa lên không ơ mua, từ ngày em bón có một người quen quen mua thôi, còn không ơ mua hết, tại vì ở quê mình người ta cũng không có ân mua về số, ta cầm liền chứ ta không muốn chụp hình gỡ rồi bán tài khoản nha anh chị, nên ít có mua nên em ít có quay cái số mà em bón, mà em chỉ quay những con số nào mà em sắp quỷ nha anh chị. Đó, sáu quỷ nhiều khi quỷ mà nó trúng thấy rất là uổng, mình coi là rất là uổng nha anh chị. Rồi thì cảm ơn quý vị anh chị đã ủng hộ tổ bón với số của em, cây xăng dầu Tình Đông, tổ 12 thôn Bình, xã Tình Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Số điện thoại Zalo các bạn của em 0968634712. Số tài khoản 051 số tài khoản là để em coi số tài khoản của em lâu quá rồi không có năm đây coi số tài khoản thử 451 đúng không, 451 05 53 36 rồi. Cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều, hôm nay em mua tờ giấy số đây rồi nha anh chị, mong công ty sổ ngay công ty em. Chiều nay sổ ngay bon số Phú Yên cho em 359 67 cho em rồi. Cảm ơn quý vị anh chị, thấy người ta trúng quá em cũng hôm em mua luôn nha anh chị. Đó, bữa em mua rất là nhiều rồi không vô mới na rồi, định không mua nhưng mà thấy trúng hôn quá vẫn mua nhanh vậy. Cảm ơn quý vị nha.